Vợ cũ Bằng Kiều lần đầu tiết lộ một việc cố nghệ sĩ Chí Tài hay làm cho vợ lúc sinh thời. Khi Di Phương Trinh có món quà đặc biệt tặng vợ cố nghệ sĩ Chí Tài trong lần hội ngộ đầu xuân. Mới đây, Di Phương Trinh chia sẻ câu chuyện hội ngộ cùng ca sĩ Phương Loan. Trong lần gặp gỡ này, Di có món quà đặc biệt tặng đàn chị. Cô kể, hôm qua gặp chị bé heo tại buổi ra mắt phim Nhà Bà Nữ, nhưng hai chị em chỉ kịp chụp với nhau mấy tấm hình rồi đường ai nấy đi nên có kịp nói gì với nhau đâu. Từ Tết đến giờ hai chị em mới có cơ hội gặp nhau. Ngoài gặp nhau để hàn huyên tâm sự cho thỏa thích, mình cũng cần gặp chị vì có món quà để trao cho chị. Món quà của chị bé heo là một con heo bằng sứ màu cam, có cái mặt hài hài rất dễ thương. Món quà này không phải mình mua mà là mình xin. Khi vào văn phòng của nàng Sâm thì thấy trên bàn có chưng một con heo rất đẹp. Mình cầm nó lên mân mê rồi mạnh miệng hỏi, con heo này đẹp quá, cho mình xin nó về cho chị bé heo được không? Mình chưa bao giờ vô duyên như thế, đồ của người ta đang chưng mà đi xin như vậy. Nhưng có thể lúc đó chỉ nghĩ đến chị bé heo nên quên cả cái nết kỳ cục đó. May quá nàng Hồng Sâm không tỏ ra khó chịu mà vui vẻ nói, từ, bộ lấy đi, đem về cho chị đi. Nói xong nàng còn lấy giấy ra lau bụi cho con heo trước khi đưa cho mình. Vừa lau nàng vừa nói, mày về với chủ mới nha, và hãy mang may mắn và tài lộc đến cho chủ mới của mày nha. Nghe những lời nhắn nhủ của nàng với chú heo mà cảm động gì đâu. Hôm nay con heo đã được trao tận tay cho chị chủ mới. Nó được chuyển giao từ một người phụ nữ xinh đẹp, giàu lòng nhân ái qua đến một phụ nữ trẻ con, nhí nhảnh hồn nhiên, đáng yêu, cả hai đều là những người phụ nữ mình yêu mến. Chỉ một chuyện nhỏ vậy thôi mà nó đã làm cho ba người phụ nữ đều vui. Một người xin, một người cho và một người nhận. Chúng ta không cần phải làm gì to lớn, một sự quan tâm nho nhỏ dành cho nhau thôi cũng có thể đem lại hạnh phúc lớn cho những người chúng ta yêu thương. Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài tiết lộ thuở sinh thời anh thường xin đồ về cho bà xã. Bé heo kể, ngày xưa đi đâu anh Chí Tài thường hay xin đồ về cho vợ. Không lẽ ảnh nhập mình nên khiến mình xin con heo về cho chị ấy? Nói đùa cho vui thôi chứ thấy heo là tôi xin à.